Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2020. Mình có sưu tầm về một loại lô hồ điệp rất là đẹp. Rất là đẹp. Như các bạn nhìn trước mắt này. Đây chính là những cây hồ điệp đại, hàng tư chưa ra bông nhé. Cái lá vàng mình ngắt nó đi này. Cây rất là đẹp. Cây có tất cả là có 10 màu khác nhau, mình sẽ để mặt bông ở góc màn hình cho các bạn lựa chọn nhé. Một cốc này bên mình bán với giá là 50.000 một cốc và chưa gồm phí ship vận chuyển. Mình tin chắc rằng là cái lô này sẽ có rất là nhiều người yêu thích, bởi vì lô này mình khá là ưng. Cây nó giá rất là đẹp. Dễ xanh nha. Mình đã cắt nước rất là khô này này. Đó. Về các bạn sang chậu, các bạn bỏ 2/3 dưới nó ra nhé. Đây chỉ có 50.000 một cốc này mà thôi và chưa gồm phí ship vận chuyển. Nếu các bạn mà mua 10 cây thì mình sẽ miễn phí ship cho các bạn nhé. Chỉ có 500.000 thôi. Mình bao ship luôn nhá. Mua 10 cây mình sẽ bao ship. Cây rất là đẹp. Thế các bạn nhìn thấy này. Cây khác nhau, màu khác nhau, lá nó sẽ khác nhau. Các bạn nhìn thấy hai màu lá khác nhau hoàn toàn chứ. Đó. Đấy. Một thằng này thuôn nhọn, thằng này không thuôn lắm này. Màu nó thằng này xanh hơn này. Mình lấy cho các bạn xem một cây nữa, xem các bạn xem này. Đây. Các bạn thấy lá này. Em này sẽ màu khác nhau, lá nó sẽ khác nhau. Đấy. Nếu mà ai mà bán hàng của mình là 10 màu mà lại 10 cây như một ấy thì đấy là những người nói dối nhá. Bởi vì lá nó sẽ khác nhau này, các bạn nhìn thế này. Một cái đầu lá nhọn, một cái đầu lá tròn này. Đó. Còn cây này nó khác nữa này. Đó. Nó sẽ có sự khác nhau nhất định chứ không thể giống nhau hết được. Là bên mình bán với giá là chỉ có 50.000 thôi. Nếu các bạn mà mua 10 cây thì mình sẽ bao ship cho các bạn nhé. Mình sẽ ship toàn quốc. Cây rất là đẹp. Mình sẽ lấy cây trước mình đo cho các bạn nhé. Những cây này là chúng ta trồng là đủ tuổi trưởng thành, sẽ cho ra bông rồi này. Cái lá này nó hơi cụm này này các bạn nhìn này. Cái lá này hơi cụm lại. Nhưng chúng ta mà đo một cái lá nó phải xòe rộng như thế này chẳng hạn. Thì nó rơi khoảng độ 8 cm này. Lá dài khoảng độ là 16 cm. Đó. Hoặc là giống như cái cây này thì sao? Bản nó rộng 7 cm này. Nó dài gần 20 cm luôn. Đó. Cây rất là đẹp. Đây. Bản nó rộng là 6 đến 7 cm này. Dài là 20 cm. Con lá dài 20 cm, con lá này dài 16 cm. Con lá thì rộng 7, con lá thì rộng 6. Nói chung là cây nó cũng khoảng nhất định như vậy. Bởi vì là nó cùng với độ tuổi mà. Cùng độ tuổi hay là cái màu khác nhau, nó lá sẽ khác nhau. Nhiều người mà chưa lan thì chắc là sẽ biết rằng là cái cây hồ điệp ấy, cái cây màu trắng và cái cây màu tím là hai cây mà nó sẽ là cái cho mặt bông là bự nhất. Còn những cây màu vàng hay những cây màu khác ấy, thường thường nó sẽ mặt bông lá cây nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều so với hai cây màu trắng và tím nhé. Hàng rất là đẹp. Hồ điệp đại, hàng tư, chưa ra bông nhé. Cái rễ cũng rất là xanh. Không phải cái cây nào cũng như cây nào. Rễ rất xanh. Lá cũng rất là xanh, không bị lỗi nhé. Hàng này đảm bảo chất lượng cho các bạn. Khi đi mình sẽ bộc báo tất cả những cái hàng này lại. Và để cho không có bị hư hại cây lan của chúng ta nữa. Giá mình xin nhắc lại là 50.000 một chậu và mua 10 cây mình sẽ bao ship. Số lượng bữa nay về không có nhiều, khoảng độ là 600 cốc mà thôi. Đơn đi rất là nhanh, các bạn nhớ nhanh tay đặt hàng sớm nhất nhé. Hàng này mình khá là ưng. Mình tin chắc rằng là trong quá khứ có thể là có nhiều lô đẹp làm các bạn không có hài lòng. Thì mình xin tin chắc rằng là cái lô này nó sẽ làm vừa hài lòng các bạn. Mình tin chắc cái điều đấy. Nếu mà lô này mà không làm hài lòng các bạn, hoặc là có điều gì mà các bạn chưa làm hài lòng thì các bạn hãy cứ liên hệ với mình. Mình sẽ có chế độ chăm sóc đặc biệt đối với những khách hàng như vậy. Yên tâm. Sóc Cò bấm là có. Các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng đơn mà mình trả hàng cho các bạn. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh thật là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cây rất đẹp.